giờ nói chung là trường hợp của em là trường hợp nó cũng hơi khác thường. Mọi người á là người ta muốn gọi là ở Úc để đi làm đúng không, để người ta tích lũy tiền trước. Cái tại vì anh biết mấy bạn 462 là gia đình các bạn không khá giả nên các bạn mới đi cái loại visa này, thì cái này mình cũng phải nói sự thật nó ra như vậy luôn đi, không có gì mà ngại hết. Gia đình anh cũng đâu có khá giả gì đâu, cha mẹ anh không khá giả nhưng mà tới đời con cháu anh khá giả. Nói khẳng định như luôn á, nếu mà sau này em muốn con cháu của em là khá giả khi mà em có vợ gia đình em khá giả, thì bây giờ phải biết được sự thật là mình chưa khá giả, thì mình phải cố gắng lên để mình ấy, để mình phấn đấu lên. Thì em cũng đi học khóa học của mấy người bạn của anh, thì anh cũng hai anh em mình cũng đã tâm sự rồi đó. Cái đường của em đi vậy á là anh nghĩ á là sẽ tốt cho em chứ không phải là không tốt. Nhất á là em có bằng đại học rồi đúng không, phải khẳng định chính xác là em có bằng đại học rồi, nhưng mà cái bằng đại học của em nó không liên quan tới cái nghề của em làm đúng không, thì mình Dạ phải đúng rồi. phải 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 biết được sự thật nó như vậy chứ đừng cứ nghĩ là vỗ ngực xưng tên là tôi có bằng đại học, cái đó không quan trọng. Cái bằng đại học của anh đó, anh có làm đúng ngành không mà để được cộng điểm đó quan trọng vậy đó. Nhiều phụ huynh bên Việt Nam cũng nghĩ là cứ bạn có bằng đại học là được, không phải bạn học đại học ngành khác. Không, bây giờ anh nói luôn em học đại học cái gì luôn đi cho các bạn biết luôn, học ngành gì Dạ em học ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu à. Đó là đó, cái ngành học của em luôn, không liên quan gì hết. xuất nhập khẩu luôn đó. Cái bằng này ở bên Úc không có tác dụng, các bạn không phải tác dụng đây, nên là các bạn vẫn học ở Việt Nam tốt, các bạn tốt nghiệp tốt rất tốt, tại bạn đã từng tốt nghiệp rồi là bạn có căn cơ rồi. Anh hỏi em là bây giờ em có cần học đại học tiếp bằng ngành bếp không hay là chỉ cần học cao đẳng là đủ? Không, mình chỉ cần học cái ngành sệt 3 với lại sệt 4 mà bằng diploma của bếp là được anh, trong 2 năm, khóa học Cao 2 đẳng, năm là được anh. cao đẳng chứ không phải là cao đẳng nâng cao á. Ông bà ta hay nói gì đó, muốn mổ trâu gì đâu cần dao mổ cá gì đâu, không biết đại khái cái câu nó như vậy á, là coi như là mổ cá thì không cần với cái dao đi mà mổ heo gì đó, ví dụ vậy đó. Mình không biết cái câu đại khái nói sao, bạn nào biết comment cho mình biết. Đã nghĩa là em chỉ cần đủ kinh nghiệm, đủ tuổi đúng không, và đủ cái bằng cấp là đủ. Nhiều khi bây giờ em thiếu chút xíu mà em đủ, có nhiều bạn dư điểm cũng vậy thôi à, còn có nhiều bạn thiếu điểm, thiếu mà thiếu đúng 5 điểm á mới tức, còn thiếu 10 điểm 15 điểm mà thì không có tức, đó là tại thiếu nhiều quá mà tức vậy. Ôi, trời, nhiều bạn thiếu điểm mà thiếu thiếu ít á mới mệt. Mình cố gắng rồi, bây giờ con đường của em đi sao? Bữa giờ cô luật sư cô tư vấn á là bây giờ phải lo học tiếng Anh đúng không, rồi đi học trong trường đúng không? Tiếng Anh thì em bây giờ cũng ổn mà, tiếng Anh em tự thi được bao nhiêu điểm rồi? Em cũng có được BTI 50 điểm. Nếu em cố gắng nữa thì 65 là anh nghĩ là dư sức, thì 50 là cũng đã đủ để mà ông chủ bảo lãnh rồi đó, không dư sức rồi, ông chủ bảo lãnh là 50 là đủ bảo lãnh rồi đó. Thì kế hoạch là bây giờ nếu mà em đi học cái trường dạy nghề đó đó, trường dạy đầu bếp á, như bạn Khôi hồi trước cũng đi học trường này, thì cái học phí mình nói với bạn là mình đang muốn cấp cho các bạn 10 cái suất học bổng á, luật sư mình sẽ giúp cho các bạn á. Thì bạn Bảo này đăng ký nè, thì đó thì ai đăng ký sớm là còn nha, còn đăng ký sau thì hết ráng chịu, bạn đừng trách mình nha. Tại vì cái gì trên đời này nó tốt nó cũng không có kéo dài được lâu đâu nha các bạn. Người ta bình thường là học phí nó tới hai mấy ngàn, bây giờ còn có mười mấy ngàn rồi, các bạn nghĩ. Còn không biết là trường hợp của Bảo nó có còn cho không nữa nha. Sớm hay muộn thôi à, chứ người ta hết hết rồi, hết hỗ trợ Covid rồi. Tôi thấy em có bằng đại học rồi, kinh doanh xuất nhập khẩu ghê quá, nó không cho em học bổng luôn á. Ráng chịu nha, 18 tuổi xin học bổng nó còn cho đúng không, tại vì lơ ngơ lơ cát ra đời không biết gì hết. Còn ông này nó ra đời được mấy năm rồi, xong rồi có bằng đại học rồi đi học lại xuống cao đẳng thì không biết. Hy vọng là, nói chung anh rất là hy vọng để em có được học bổng. Tại sao, để em có học học sinh của anh cố gắng hết sức để giúp cho tụi em, để tụi em đóng học phí rẻ nhất có thể đúng không, nhưng mà có bằng học thì chất lượng. Rồi bây giờ anh cũng hỏi em một câu nữa là có nhiều người á cho phụ huynh qua đây á, học á, có hai cái câu này nó gồm có hai ý nhỏ nha. Thứ nhất là phụ huynh qua đây cho con học những cái ngành nghề mà nghe nó sang chảnh á, giống như hồi nãy em mới vừa nói á, rồi quản trị kinh doanh á, đó là cái nhất em suy nghĩ gì về cái này. Còn câu thứ hai á là phụ huynh qua cho con học á, là phải học cái trường nghe kêu lên, cái trường ví dụ như Melbourne Uni hoặc là Swinburne nát rồi đó, nghe mấy trường đó là học phí lên tới 40.000 50.000 rồi này nọ không á. Em suy nghĩ gì về hai cái câu mà phụ huynh hay hỏi anh, về mấy câu hỏi này trả lời rồi á, nhưng mà anh muốn cái góc nhìn của em. Em thấy học cũng vậy thì nó uổng phí đó anh. Thứ nhất là nó uổng phí tại vì nó cũng vậy mà mình cũng mình không không đạt được cái mục đích gì của mình hết, như là lấy PA thì nó cũng khó mà sau này xin việc thì nó cũng cạnh tranh cũng không lại người ta luôn. Thì em thấy vậy rồi em chỗ em làm mà có những người mà này em kể anh luôn là có những người mà học ngành kế toán luôn mà
7 năm, 8 năm rồi, bây giờ vẫn chưa có BA, giờ phải chuyển qua học bếp lại. À, 7 năm học những cái toán. Học mấy ngành, mấy trường nổi tiếng không á? À, trong khi đó học mấy ngành đó ra, sau này cạnh tranh và việc làm với người Úc mình. Vì tiếng Anh mình cũng, thứ nhất cũng không giỏi bằng người ta. Thứ hai là bằng cấp mình thì cũng bằng người ta luôn. Thì mình cũng không hơn gì được người ta hết. Thì cái về công việc sau này mình cũng không được gì hết. À, giống như kiểu mà người ta không biết cái mà anh cũng có nói rồi, là cái lợi thế cạnh tranh của mình là gì á. Mình biết là tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ hai của, chứ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Mình đi cạnh tranh, bây giờ mà anh nói anh đi cạnh tranh với mấy đứa con của anh cạnh cùng không lại nữa mà. Anh sao nói tiếng Anh lại bằng mấy đứa nhỏ. Anh cũng ở đây lâu năm á, anh ở đây nút nhiều tuổi hơn tụi nó nha. Nhưng mà anh nói tiếng Anh không lại tụi nó đó. Rồi, bây giờ mình nói đơn giản thôi, bây giờ nó nói tiếng Việt cho mình thì làm sao nó nói lại mình. Nói đơn giản vậy đó, để cho mọi người dễ hình dung. Mình nói con cái trong nhà thôi đó, chứ đừng nói đi ra ngoài cạnh tranh với mấy người Úc. Các bạn biết mình là người từ nước khác tới, thì bạn mình cứ nghĩ là cái kỹ năng là mình rốt cố gắng, mình siêng năng, mình làm, mình cần cù, mình làm như ngành nghề, nói chung nghề đó, chứ đừng cứ nghĩ đến mình muốn dạy người ta hay là muốn học mà ra làm quản trị kinh doanh đó. Mình quay ra câu hỏi nãy mình anh mới hỏi bảo luôn, thì em nghĩ cái ngành quản trị kinh doanh á, tất nhiên là em học hồi xưa bên Việt Nam thì anh không biết ai định hướng cho em học cái này, anh cũng học quản trị kinh doanh chứ không phải là học nha. Nhưng mà anh biết cái lúc đó là ba mẹ anh định hướng cho anh học quản trị kinh doanh á, mà anh là học gọi là quản lý công nghiệp á, nó có liên quan tới công nghiệp nữa. Thì ba mẹ anh có cái xưởng sản xuất đồ ở Sài Gòn, là quản lý công nghiệp về để quản lý giùm cho ba mẹ rồi đó. Thì nó cũng đụng như vậy, thì ba nhà mình cũng có cái shop, cái xưởng vậy, thì mình cũng về mình quản lý thợ thầy rồi, nghe cũng có lý. Thì hồi xưa em suy nghĩ sao mà em học ngành này, và phụ huynh hay kêu con cái qua bên Úc học quản trị kinh doanh rồi này nọ, em nghĩ sao? Tại vì tính ra là hồi xưa em ở Việt Nam là em cũng không ai khuyên em là phải học cái gì, là em chỉ nghe bạn bè nói, thấy mọi người học quản trị kinh doanh, em cũng quản trị kinh doanh theo luôn. Mà kiểu như hồi đó trong trường em, hoặc là chung kiểu người Việt Nam mình cứ thấy là quản trị kinh doanh hoặc là những cái gì học nó nghe nó kêu là cứ đăng ký học thôi. À, xong rồi. Dạ, quản trị kinh doanh rồi... kinh tế đối ngoại rồi nhập khẩu, cái kiểu là mọi người cứ nghe nó hay mà có gì tiếng Anh hoặc là làm với nước ngoài là đăng ký học thôi, mà mặc dù nó không có cái gì em trọng hết. Em cho hỏi là em học ở Việt Nam là em học trường nào? Dạ em học ở trường kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đó anh. Học trường đại học kinh tế đúng không? Chi nhánh ở Nguyễn Tri Phương gì đó hả? Em học ở chi nhánh nào? Ok. Ngày xưa anh cũng có cái shop ở trên đường Nguyễn Tri Phương luôn á. Cái chỗ Nguyễn Tri Phương với lại 3 tháng 2 á, thì dạ, cái góc dạ. Dạ, em nhớ được ngoại ngữ không gian không? Đối diện quá. Dạ dạ em biết cho đó. Đúng rồi, có cái shop nhỏ cho đó. Dạ. Shop bán đồ gì, bán mấy cái đồ điện tử, tivi, rồi tủ lạnh rồi này nọ, mấy cái đồ. Dạ, ở nguyên khu cho đó luôn. rồi, ok, bây giờ quay trở lại là cái ngành mà ba mẹ cho con học như vậy á, em đi học xong vậy á, rồi hỏi em có liên quan tới xuất nhập khẩu nữa. Rồi cuối cùng là ra em có làm liên quan tới cái đó không? À, hồi dạ. Xưa bên Việt Nam nó có cho em đi thực tập không? Dạ, hồi xưa may mắn là em cũng có đi thực tập, rồi em cũng có đi làm thực tế ở 2 năm. À, cũng đúng ngành xuất nhập khẩu luôn anh. Ồ, đó là dạ, mấy em bạn? May mắn đó. Tại vì bạn em là nó cũng đi rồi, em cũng quen biết bạn bè, rồi bạn bè giới thiệu qua lại với nhau thôi anh. Rồi em cũng đó vào là được làm, mình may mắn được chỗ đó. Còn có em trong lớp em có nhiều bạn là tính là khoảng hơn nửa số lớp, hơn học nửa số bạn là không làm được đúng ngành anh. Làm cũng đi bán bất động sản, xe bất động sản, rồi xe xe, rồi đi làm lung tung hết, làm trái ngành hết anh. Lúc em ra trường vậy em có hình dung ra được. Ví dụ nha, bây giờ anh nói đơn giản thôi, bây giờ mình nói chung là em đưa ra cái phiên bản cho cô Bảo mà 18 tuổi đi. Ok. Rồi ok, nói đơn giản thôi, mình đừng có khuyên ai đó, mình chỉ khuyên bản thân mình thôi. Đó, dạy đi cho nó dễ, mới công người ta nói mình dạy đời nữa. Công người ta nói mình đa cấp lùa gà nữa, mới công khổ nữa. Mà trong khi là muốn tốt cho người khác thôi. Thì bây giờ em quay lại em nói chuyện với anh Bảo 18 tuổi đi. Em nghĩ coi có nên học quản trị kinh doanh không, hay là nên đi học một cái nghề gì đó. Cái nghề đó gì đó thì anh không biết cái nghề gì nha. Thì nói chung em có thể học đủ thứ nghề hết. Nghề hàng, nghề gò, nghề sơn, nghề thợ điện, thợ sửa ống nước, ngành nấu ăn, ngành đầu bếp, ngành thợ làm bánh, cái gì cũng được. Cái ngành này sửa xe, muốn làm cái gì làm. Thì em nghĩ coi em nên cái nào. Thì giống như kiểu em nói lại cho bản thân em, nên học rồi quản trị kinh doanh, rồi kinh tế đối ngoại, rồi nghe nó đau to bố lớn, hay là học cái để mà sống được trước.
Dạ, nếu mà nói về em 18, bảo 18 tuổi thì em sẽ không học quản trị kinh doanh, học mấy cái nghề mà ngồi bàn giấy đâu, mà em sẽ học học những cái ngành nghề mà tay chân về ngành nghề lao động. Thì thực tế thì nếu mà có em có lời khuyên thì là mình nên trải nghiệm làm những cái công việc đó trước, như là nhiều ngành nghề đúng không? Dạ, nhiều ngành nghề, thử đủ kiểu đúng không? Trước, dạ, thợ sửa xe hoặc là làm bếp, hoặc là làm này làm kia, làm thợ hàng, thợ gò gì đó, thì mỗi mỗi cái mình làm chút coi là mình thích cái nào trước đã. Mình thích trước rồi bắt đầu mình mới đi làm thêm, mình học về nó, coi mình có ổn, mình sống được với cái nghề đó không đã, rồi mình hãy tiếp tục với nó. Tại vì nếu mà thực tế là em chọn cái nghề bếp thay vì chọn những cái khác đó. Thứ nhất là em đã từng làm bếp ở Nhật rồi, em thấy là em có thể em sống được với cái nghề bếp này, em chịu được với nó, thì nên sau khi qua đây thì em mới chọn em theo cái nghề bếp. Thì thực tế ngoài cái nghề bếp thì em còn thích thêm nhiều cái nữa, như là em thích sửa xe, thích về công nghệ mấy cái sửa xe, rồi thích về IT cũng có nữa. Nhưng mà em trải nghiệm thì đó là em thích thôi, còn thực tế trải nghiệm thì nó sẽ khác. Thì nó sẽ vất vả hoặc là nó sẽ khó hơn nữa. Làm thì nó khác hoàn toàn chứ đúng không? Nó em thích, dạ. Em đứng ngoài em thấy người ta làm em thích chứ. Vô em làm thì dạ, nó dạ. Đã khác rồi. Thì nên sau khi qua đây em mới chọn cái nghề bếp để mà em theo với nó thôi. Thì nếu mà em cảm thấy là mình học những cái nghề này thì mình sẽ sống tốt được với nó thôi, chứ không phải như những cái công việc bàn giấy mà suốt ngày cạnh tranh với nhau rồi môi trường công sở rồi drama cái kiểu em nghe cũng nhức đầu lắm. Đến hiện tại luôn á, đến hiện tại á là anh có công ty rồi, trong công ty anh tuyển người luôn á, mà đến nỗi mà bây giờ mà anh cũng làm biến cho công ty luôn, đến nỗi mà vô công ty anh gặp mấy khuôn mặt nó lúc nào nó cũng ngét rồi nó drama riết thôi khỏi luôn, khỏi vô luôn. Yeah. Mà khỏi vô cũng không được nữa, về nhà lại nghe bà xã nói trong công ty bữa nay có đứa này vậy, đứa kia vậy nè, anh vô anh giải quyết rồi anh vô anh coi nói chuyện với người ta đi, trời đã nói tránh mặt nó rồi, tránh mặt nhân viên luôn á, mà tụi nó cũng còn drama nữa lại biết rồi đó, vô mà mỗi ngày như vậy ai đẹp hơn ai rồi bữa nay ai mặc quần mới rồi thì cái đó đúng là drama thiệt á. Rồi ok đó, bây giờ em qua được Úc một tháng rồi, thì cuộc sống ở này sao, em nói sơ cho các bạn biết được cuộc sống ở này đi, rồi xong rồi mình sẽ anh sẽ để cho em đi làm sắp tới giờ đi làm. Dạ. Em thấy bên đây cuộc sống nó thoải mái anh, không khí nó trong lành rồi, nhà cửa nhà nào cũng to như nhà nào cũng có vườn rồi, có chỗ để xe kiểu thì em thấy nó thoải mái. Cái phòng em ở có rộng không? Nhưng cái phòng em đang ở thì nếu so bên Nhật thì phải to gấp đôi bên Nhật luôn, còn cái nhà này nó to gấp đôi bên Nhật luôn, gấp ba bên Nhật luôn. Tại vì kiểu như bên nhà bên Nhật của em ở thì nó kiểu như Việt Nam mình anh, kiểu như người tập trung vào đông quá, mà lại thành phố lại nhỏ thì họ phải giảm diện tích nó lại, rồi họ xây nhà cao tầng lên như Việt Nam mình á. Rồi ở bên đây thì dân số thì nó ít hơn, mà đất thì lại rộng, thành ra là nhà xây bự ra mà không có xây tầng, ở đây chỉ có nhà chợt vậy thôi. Nhà bự ra rồi có vườn rồi có xe cộ cái kiểu trồng hoa rồi trồng cỏ. Ở bên kia thì toàn là bê tông thôi. Rồi, nói chung là em cảm giác em đã về đến nơi em muốn rồi đúng không? Dạ, em thấy ở đây em thoải mái hơn. Còn ở bên Nhật thì em phải khép nép, khép kín mình lại. Tại vì cái văn hóa ở bên Nhật là họ không thích tiếp xúc với người ngoài, lúc nào họ cũng họ phải giữ cái khoảng cách với người khác, phải khép nép lại. Ok, nói chung là em sống thoải mái, công việc thoải mái, rồi đồng nghiệp làm việc rồi em cảm thấy là rất là happy đúng không? Dạ, thấy vui anh, là người làm chung với nhau rồi, bằng tuổi na ná tuổi với nhau rồi, chung cái nghề bếp làm bánh em như vậy nói chuyện với nhau. Dạ, cũng hai mấy tuổi thôi. Ok, dạ. Nói chung là em đã tìm được giống như cái câu mà anh hay nói là đất lành chim đậu á, đất không lành đất nhậu chim luôn á. Mình thấy cái chỗ mình ở mà nó không lành á thì lo mình đi chỗ khác đi chứ để người ta nhậu bạn luôn á, đúng không mệt đó. Dạ. Rồi ok, rồi cảm ơn Bảo rất nhiều, hôm nay cuối tuần nói chuyện gì cũng hấp dẫn rồi. Rồi thì thôi là mình cứ có gì đó hay mình update cho mấy bạn biết, để mấy bạn với lại phụ huynh các bạn nghe những cái lời của mấy bạn đã từng trải qua nè, em phải trải qua mấy năm rồi xong rồi lên trên xứ người đúng không, bên Nhật mấy năm. Yeah. Rồi bây giờ mới tìm thấy được đúng không, là em có trải nghiệm rồi, mấy bạn khác còn không được trải nghiệm nữa. Yeah. Thì anh chúc em nhanh chóng để được trường nó nhận, rồi xong cố gắng làm giấy tờ cho nó ổn, rồi xong rồi dẫn mẹ qua đây ở chung với em. Dạ. Ok không? Dạ. Bây giờ ok vậy nha.
Dạ dạ, dạ em chào anh. Rồi rồi. Rồi cảm ơn Bảo. Rồi rồi, em lần sau. Ok, cảm ơn Bảo nhiều nha. Dạ dạ, em chào anh. Ok. Yên thông vậy chở đi làm chứ còn gì nữa. Thông là tài xế đi luôn đó. Chọc nó cốt nó giận á. Rồi rồi rồi. Dạ. Ok rồi, anh là vui vẻ nha. Cái gì bữa nào anh chạy qua. Mấy nay bận quá. Dạ. Dạ. Rồi, 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 rồi. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.